Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tiếp Ca. Trước mặt chúng ta là một trong số những chiếc xe bán rất chạy trong phân khúc crossover hạng C tại Việt Nam, mẫu Ford Territory. Và đây là phiên bản Titanium đang được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì chiếc xe này bộc lộ những cái vấn đề gì trong quá trình sử dụng? Nó có những cái ưu và nhược điểm gì so với các đối thủ? Chúng ta cùng gặp gỡ khách mời trong video ngày hôm nay. Đây là anh Nguyễn Bán Lập, là chủ nhân của chiếc xe này. Đầu tiên, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia trò chuyện với Tiếp Ca ngày hôm nay. Vâng. Chào vị anh, chào chương trình, chào quý vị khán giả. Tôi hôm nay rất là vui có mặt tại đây để chia sẻ về cái quãng thời gian sau hơn một năm sử dụng chiếc xe Ford Territory. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi anh Lập. Vâng. Trong phân khúc crossover hạng C tại Việt Nam thì có rất nhiều đối thủ. Dạ. Hơn chục đối thủ. Đúng. Vậy thì lý do vì sao anh lại chọn Ford Territory? Trước khi mà lựa chọn Ford Territory thì em có tham khảo qua một số dòng xe, ví dụ như là Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross và Mazda CX-5. Mỗi dòng xe nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là Hyundai Tucson thì là thiết kế khá là bắt mắt, nhưng mà cái tổng thể thì nó khá là góc cạnh và nó không phù hợp với cái thị hiếu của em. Tiếp theo là đến xe Toyota Corolla Cross ấy. Xe này thì được cái là thương hiệu từ Nhật, bền bỉ đấy, thì rất là giữ giá. Khi mà trải nghiệm thử trên xe ấy, thì xe khá là ổn và cái vỏ khá là mỏng. Và cuối cùng thì em cũng có tham khảo thêm cái Mazda CX-5 đấy, thương hiệu của Nhật cũng được mọi người ưa chuộng, nhưng mà cái nhược điểm lớn nhất của CX-5 em thấy là cái nội thất khá là hẹp. Và nó không được phù hợp lắm so với cái nhu cầu sử dụng của gia đình em. Ford Territory có tới 3 phiên bản. Vâng. Với 3 cái cấp trang bị khác nhau. Đúng. Vậy vâng. Thì tại sao anh lại chọn phiên bản Titanium? Em lựa chọn Titanium bởi thứ nhất là cái giá tiền của nó là phù hợp với cái tình tài chính lúc đó của em. Tiếp theo là cái trang bị trên bản Titanium ấy thì nó không có cái sự chênh lệch quá nhiều so với cái bản cao cấp nhất là bản X, nhưng mà lại hơn rất nhiều so với bản dưới là bản Gen. Nói chung là em thấy là phục vụ nhu cầu gia đình là rất là tốt, rất là ổn. Anh có thể chia sẻ đôi chút về công việc của mình và từ khi mua đến nay thì chiếc xe đã chạy được bao nhiêu nghìn km rồi anh? À, em hiện đang là kỹ sư xây dựng. Đấy, còn cái công việc sử dụng chính của em là đi công tác ở các tỉnh và đưa gia đình di chuyển từ Hà Nội về quê. Và hiện tại thì số km đã chạy là khoảng hơn 2,6 vạn. Về thiết kế và trang bị ngoại thất thì anh có cái điểm gì hài lòng và không hài lòng ạ? Thật ra thì Territory là em ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế tổng thể rất là cơ bắp và nhìn nó khá là ngầu, rất là rộng rãi, to, gần như là em cảm nhận là to nhất trong cùng phân khúc. Bên cạnh đó thì là cái la răng là hơi bé so với tổng thể của xe. Ví dụ như anh có thể thấy đây, cái khoảng cách giữa cái lốp và cái mí ấy khá là cao. Nếu mà có thể là tăng lên 19 hoặc 20 thì em nghĩ là sẽ ổn hơn. Cái thứ hai là về cái nước sơn của xe ấy thì em thấy nó khá là mỏng. Khi mà em có vô tình có lùi xe cọ vào một cái xe khác thì xe của người ta là chưa hề bị xước. Cũng là một con xe Ford, nhưng Ford đời cũ, Ford Mondeo, nhưng mà xe của em thì đã bị xước mất cái lớp sơn rồi. Thân vỏ thì cũng là một điều bất ngờ và em rất là hài lòng về cái độ dày của thân vỏ xe, đúng với cái tiêu chí của xe Mỹ. Tiếp đến là cái cụm đèn chiếu sáng ấy, góc nhìn của em thì rất là ok về độ sáng, độ xa, độ rộng. Nhưng mà có một cái là cái khi mà để ở chế độ tự động thì đèn nhảy khá là nhanh, tức là đang ở chế độ pha thì lại xuống cốt rất là nhanh khi mà chỉ cần thoáng phía trước xuất hiện xe và thoáng phía trước xuất hiện các cái vệt sáng lớn ấy, và việc nhảy lên thì cũng hơi chậm một chút, nên dẫn đến là sẽ hơi bất tiện một chút đối với cái việc quan sát. Khi mà anh có thể tưởng tượng anh đi gặp một cái xe Ford Territory ngược chiều ấy thì anh thấy luôn cái giải lép ban ngày thì ban ngày cũng rất là nổi bật. Còn về gương chiếu hậu của xe thì rất là thoải mái. Khi mà trước đây em sử dụng thì xe gương chiếu hậu khá là nhỏ, nhưng bây giờ cái gương chiếu hậu của xe rất là to và cái góc nhìn rất là rộng, và quan sát hai bên hông hay quan sát phía sau đều rất là tốt. Nếu như ngoại thất là cái yếu tố mà để cho người khác ngắm nhìn nhiều hơn khi mà chúng ta di chuyển trên đường, thì nội thất là cái nơi mà chúng ta thường xuyên trải nghiệm, thường xuyên tiếp xúc. Vậy thì trong không gian khoang lái này có điều gì anh cảm thấy hài lòng và điều gì anh cảm thấy chưa thực sự hài lòng anh? Cái hài lòng nhất của em ấy thì vẫn là cái không gian thiết kế nội thất rộng rãi, tạo cho em một cảm giác rất là thoải mái khi mà ngồi điều khiển xe. Khi mà vào sử dụng ấy thì có một vài cái mà nó còn hạn chế. Em ví dụ như thứ nhất là cái khi mà em muốn chỉnh nhiệt độ của trong xe chẳng hạn thì là em phải thao tác lên cái màn hình chính này. Đấy, mà cái màn hình chính này thì nó sẽ hơi với trong cái tầm với của em. Trong cái quá trình sử dụng ấy thì cái màn hình của cái phiên bản cao cấp nhất ấy thì là cái màn hình bên lái ấy, thì nó có to hơn và có thêm một hai cái chế độ khác. Đấy, còn về bên giải trí thì em thấy là tổng thể cũng không có gì khác nhau nhiều.
Anh đánh giá thế nào về chất lượng màn hình giải trí này? Cái màn hình của xe ấy, tạo cho em cảm giác giống như một cái xe sang. Cụ thể hơn ấy, thì em có thể so sánh với chính Mazda CX-5. Đã nhỏ này, xong lại còn chia nhỏ ra thì nó gây cho cái cảm giác là nó cứ bị lẻ tẻ. Còn riêng trên Ford thì cả một cái màn hình tràn viền rất là dài. Màn hình thì cũng có các cái tùy chỉnh về độ sáng, tùy chỉnh về âm lượng ngay trên màn hình. Nhưng mà nếu mà thông minh hơn một chút thì em có thể là mình có một cái điều chỉnh cái độ sáng tự động. Nhiều khi đi buổi tối mà mình lỡ mà mình chưa có chỉnh cái độ sáng về cái mức nhỏ ấy, thì nó rất là chói mắt, rất là sáng. Đấy, nếu có thể là tự động hơn. Về chất liệu thì em cũng có nghe một vài cái thông tin là có về cái vân gỗ này, nó khá là mỏng này, khi mà sử dụng cái hóa chất có thể là không phù hợp ấy, thì nó cũng có gây tác hại bay màu. Còn về cái ghế da ấy, em thấy là về cái form dáng và cái màu rất là ăn nhập với cái tổng thể nội thất của xe. Cái da này, da đục lỗ, nó sẽ thoáng khí hơn này, và nó hạn chế những cái nếp nhăn nhiều hơn so với các cái da thông thường, bề mặt da phẳng. Khi mà mới tiếp xúc thì em cũng có hơi bỡ ngỡ một chút về cái cần số dạng núm này. Thế nhưng mà khi quá trình sử dụng thì em thấy là nó rất là tiện ích. Và dần dần là khi mà ngồi đến một chiếc xe có cần số tay là mình lại cảm giác lại hơi ngượng. Sau đó là ở đây thì có một cái khoang sạc không dây cũng rất là tiện. Ngoài ra một cái trang bị rất cao cấp trên chiếc xe này đó chính là cửa sổ chiếu toàn cảnh. Thì anh có thích cái trang bị này không? Em có một cậu con trai 4 tuổi thì cậu rất là thích cái cửa sổ trời này. Đấy, khi mà các buổi chiều mát thì là đi thì nhiều khi là mình có thể hạ kính xuống mà kéo cửa sổ ra, thì là khi mà kéo ra là cậu wow cái nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, nhìn thấy, hoặc là có thể đi buổi tối thì là cũng có thể kéo ra thì cái quan sát rất là thích. Không gian khoang sau rộng hàng đầu trong phân khúc, không biết là anh đánh giá thế nào và anh có cảm thấy thực sự hài lòng không ạ? Về một cái nét tổng thể nhất của xe vẫn là rộng rãi và thoải mái. Khi mà em chở gia đình ấy, thì đằng sau có thể ngồi được 3 người lớn. Khi mà bố em ấy, chiều cao là 1m82, mà khi ông ngồi đằng sau ông cảm thấy rất là thoải mái. Đấy, về cửa gió điều hòa thì cũng rất là tiện lợi, vì độ lạnh sâu của xe Ford là chưa lạnh sâu bằng cái xe trước đây em đã trải nghiệm. Hình như cái ghế sau này không điều chỉnh được độ ngả đúng không anh? Vâng, chính xác. Nó chỉ có một cái hướng ngả duy nhất là hướng này thôi nhỉ. Vâng. Thế thì anh cảm thấy nó đã phù hợp chưa? Ví dụ như là mình đi bộ thứ rất là mệt mỏi, lên xe chỉ có ngồi nghỉ này, được di chuyển con đường dài ấy, thì em thấy khá là ổn. Nhưng tuy nhiên là nếu mà muốn cái việc là thao tác trao đổi công việc ấy thì là phải trao đổi về nhoài lên với người đằng trước. Đấy cũng là một cái mà nó hơi bất tiện một chút. Khi mà đo đạc thông số cụ thể của khoang hành lý thì chúng tôi nhận ra rằng là khoang hành lý của chiếc xe này lại hẹp hơn so với một số đối thủ khác trong phân khúc. Không biết là với không gian này thì anh có cảm thấy thỏa mãn không? Những cái dịp về quê hoặc những dịp đi chơi ấy, hành lý lớn, hành lý nhỏ, rồi nhiều khi là còn phải mang cả đồ ăn thức uống cho bé, thì em thấy nó vẫn rất là ok so với cái nhu cầu sử dụng của em. Còn về cái việc thao tác mở cốp thì xe của em là bản giữa, nên là cốp chỉnh cơ. Em thấy là đối với thanh niên hoặc anh em mình nam giới thì chỉnh khi mà đẩy lên thì nó hơi căng một chút, nhưng mà đối với chị em thì chị em khá là phàn nàn cho cái việc là cái piston nó đẩy khá là nặng tay, nên em có lắp thêm cái cúp điện đó để cho tiện trong các quá trình sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chủ xe chia sẻ cảm nhận về tính năng vận hành của chiếc xe này. Trong phần này thì xin phép anh Lập cho mình được cầm lái. Dạ vâng, nhất trí. Ok. Không biết là anh đánh giá thế nào về khả năng cách âm của chiếc xe này? Khả năng cách âm cũng tương đối tốt. Tức là ở đây em chỉ dùng tương đối thôi. Thì như em tìm hiểu ấy thì là cái lốp theo xe này nó cũng chưa phải là cái loại tốt nhất. Thì em cũng dự kiến là trong thời gian tới là cũng có định là sẽ thay lốp thì sẽ cải thiện hơn cái khả năng cách âm của xe. Vâng, riêng về khía cạnh này thì chúng tôi cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của anh Lập. Với thiết bị chuyên dùng của chúng tôi thì thông số độ ồn đo được là khoảng 60 dB ở tốc độ 50 km/h và khoảng 66 dB ở tốc độ 100 km/h. Về khả năng cách âm thân vỏ thì chúng tôi đánh giá rất cao. Tiếng ồn gió cũng được kiểm soát rất tốt và khả năng cách âm khoang máy cũng rất tốt. Chỉ có điều là đây là chiếc xe sát xi liền khối và chúng ta không thể tránh khỏi được cái phần ồn ở bên dưới gầm xe. Hiện tại thì chúng tôi đang di chuyển trên đường cao tốc và anh Lập, anh đánh giá thế nào về những trang bị an toàn tự động thông minh của chiếc xe này? Khi mà di chuyển trên đường cao tốc ấy thì em thường xuyên sử dụng cái tính năng kiểm soát hành trình chủ động. Thì là ở cái tính năng này hoạt động xe giữ khoảng cách với xe trước rất là hiệu quả. Đấy là cái tính năng mà em rất hay dùng trên đường cao tốc. Tiếp đến là cái tính năng giữ làn ở trên các cái quãng đường thẳng ấy thì xe chạy khá là ổn định. Nhưng mà khi mà có một khúc cua ấy, thì bắt đầu xe là hơi chỏng chảnh, hơi bắt đầu lệch lệch. Mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của anh. Bởi vì là chiếc xe này không có hệ thống định tâm làn đường.
Một trong những tính năng mà em thấy là rất là ổn và cũng là một trong cái để em quyết định mua xe, đó là tính năng phanh tự động hay còn gọi là phanh khẩn cấp đấy. Và khi một trong những cái mà em yếu tố quyết định để mà mua xe là cái tính năng đó. Khi mà trải nghiệm thì vẫn là chỉ xem trên YouTube này hoặc xem qua một số các cái video trải nghiệm ngay của chính kênh Tiếp Ca luôn. Đấy, thì là còn thực tế thì em cũng chưa có dám. Gần đây thì có một hai lượt là em đã bị phanh khẩn cấp rồi. Trong ngõ có xe đạp hoặc xe máy sộc ra. Đấy thì là xe lập tức phanh khẩn cấp luôn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Em nhận diện cái tình huống mà xe phanh khẩn cấp ấy mà lái xe có kinh nghiệm xử lý nó linh hoạt hơn ấy thì mình có thể già từ từ chân phanh. Đấy thì hoàn toàn là có thể làm chủ tình huống. Nhưng mà với xe ấy, thì bất biết. Tóm lại là đã vào khoảng cách, đã vào radar, đã vào tình huống là phanh. Đấy, mà phanh như thế thì là dẫn đến là có thể là gây mất an toàn cho người đi phía sau. Bởi vì là công nghệ vẫn chỉ là công nghệ thôi. Nó không thể tư duy như con người được. Mà nó chỉ cảm thấy là nguy hiểm là nó phanh. À, còn một cái tính năng mà em thấy là hơn hẳn các dòng xe khác mà em tìm hiểu ấy là trên xe có chế độ lọc không khí. Hiện tại ở cái chất lượng không khí trong xe của mình đang là tuyệt vời. Nhất vào những ngày nắng nóng hoặc là những ngày mà chất lượng không khí kém, em để xe dưới hầm. Đấy, khi mà mới vào xe thì là khá là khó chịu. Nhưng mà chỉ sau khoảng tầm 3-5 phút di chuyển này, thì chất lượng không khí cải thiện rõ rệt và em cảm thấy rất là thoải mái. Bản thân bây giờ nhà em có con nhỏ ấy, lên trên xe thì em cũng hoàn toàn yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi về một số khía cạnh khác, ví dụ như là hệ thống lái. Đối với em ấy thì là cái vô lăng này cũng tương đối chắc rồi và em không phàn nàn gì trong quá trình sử dụng vô lăng cả. Như vậy là đây là phụ thuộc vào cái phong cách của từng người. Với mình thì khi mà di chuyển ở tốc độ cao thì ống lái này nó không thực sự đậm chắc, nó hơi nhẹ và đôi khi là bị thiếu cảm giác thì đúng hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ thử chuyển sang một số những chế độ vận hành khác. Khi mà chuyển chế độ vận hành thì lại phải bấm nút trên vô lăng và chọn trên màn hình. Khi mà lựa chọn sang chế độ thể thao thì không biết là anh thường xuyên sử dụng cái chế độ này không và cảm nhận của anh thế nào ạ? Khi mà di chuyển trên đường cao tốc ấy thì thường xuyên là em sử dụng chế độ sport. Đấy, chế độ sport cho em một cái cảm giác lái nó chuẩn nhất, nó thật xe nhất. Và bây giờ vẫn di chuyển trên xa lộ thì rất muốn được lắng nghe ý kiến của anh về hệ thống giảm xóc của chiếc xe này. Về hệ thống giảm xóc của xe thì em không đánh giá quá cao ở trong các khung đường mấp mô. Còn ở các cái khu vực di chuyển như là trong đô thị này hoặc là đường cao tốc này ấy, thì xe di chuyển qua các gờ giảm tốc nhỏ thì khá là ổn. Vâng, riêng về khía cạnh hệ thống treo thì chúng tôi cũng có một số những cái điểm cảm thấy chưa thực sự hài lòng. Ví dụ như là những cái mố cầu hơi cao hoặc là những cái gờ giảm tốc hơi cao thì cảm giác là cái mức độ hấp thụ xung lực của hệ thống giảm xóc nó chưa thực sự mềm mại, nó chưa thực sự dễ chịu cho lắm. Và nếu xét riêng ở khía cạnh ổn định thân xe khi mà di chuyển tốc độ cao, mẫu xe Ford Territory này tốt hơn hẳn so với mẫu xe Hyundai Tucson. Bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị chinh phục một con đường đồi núi và tôi đang rất tò mò xem là cái chế độ đồi núi này nó làm việc ra sao. Để tăng sự an toàn thì khi mà chuyển sang chế độ đồi núi thì tôi quyết định là dừng xe, bởi vì cái quá trình tương tác lên màn hình này tôi thực sự cảm thấy hơi bất tiện. Chúng ta sẽ bắt đầu. Không biết là từ khi mua xe anh Lập có thường xuyên sử dụng cái chế độ đồi núi này không ạ? Do là đặc thù công việc của em nên là em chủ yếu sử dụng trong đô thị và các cái cung đường cao tốc. Cũng có một lần duy nhất được trải nghiệm với xe đồi núi là khi mà em di chuyển đưa gia đình đi chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Đấy, thì cũng cái quãng lên trên chùa thì cũng là một cái sườn đồi. Đấy, thì cũng có trải nghiệm chế độ đồi núi thì là cái cảm nhận của em là xe rất là gần máy. Đấy, và cái số vòng tua ấy nó cao hơn hẳn, rõ rệt hơn hẳn. Đấy, và tạo cho mình cái cảm giác là yên tâm. Đúng như cảm nhận của chủ xe, khi mà chúng tôi chuyển sang chế độ đồi núi thì trong một số điều kiện, ở một số giải tốc độ, chúng tôi nhận thấy rằng là hộp số sẽ lùi tiếp một cấp số so với chế độ thể thao. Như vậy là sẽ tối ưu lực kéo hơn, đảm bảo cho chúng ta khi mà leo dốc, đặc biệt là khi mà trên xe đủ tải chẳng hạn, xe sẽ leo dốc một cách mạnh mẽ hơn. Và chúng tôi nhận ra rằng là khi mà chuyển sang chế độ đồi núi, trong quá trình đổ đèo sẽ tăng độ an toàn. Bởi vì khi mà xe hoạt động ở chế độ này thì phanh động cơ sẽ được phát huy, giảm tải cho hệ thống phanh chính. Đây, ví dụ như là chúng tôi đang đổ một con dốc rất gắt.
tôi không động chạm gì vào chân phanh. Xe đang hoạt động ở chế độ đồi núi và chức năng phanh động cơ đang làm việc vô cùng hiệu quả. Như vậy là chúng ta vừa lắng nghe anh Lập, chủ nhân của chiếc xe Ford Territory, chia sẻ đầy đủ tất cả những cái ưu và nhược điểm của chiếc xe này, từ ngoại thất, nội thất đến tính năng vận hành. Bây giờ đến một phần thông tin mà chắc hẳn là tất cả những quý vị đang dự định mua xe này sẽ quan tâm, đó chính là chi phí sử dụng. Xin anh có thể chia sẻ là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe anh ghi nhận trong một năm qua là bao nhiêu ạ? Sau hơn 1 năm sử dụng chiếc xe với số km đã đi thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe chưa đến 9 lít trên 100 km. Và qua các lần ví dụ như em đổ xăng em cũng có thử thì là ví dụ đổ đầy bình xăng nó rơi vào khoảng tầm 1,3 triệu. Đó thì là sẽ chạy được khoảng tầm 600 đến 700 cây. Trong hơn 1 năm qua thì anh đã chạy tới hơn 26.000 cây. Thì anh đã bảo dưỡng được bao nhiêu lần ạ? Em thì thực hiện theo đúng các cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Đầu tiên là em bảo dưỡng ở mốc 1.000, tiếp đến là mốc 1.000.000 và tiếp theo là mốc 2.000.000. Chi phí như nào anh? Lần gần đây nhất là em bảo dưỡng ở mốc 2.000.000. Tổng chi phí chính xác là 2.661.530 đồng. Anh đánh giá thế nào về mức chi phí này ạ? Mức chi phí này đối với cá nhân em thì là hoàn toàn chấp nhận được và phù hợp. Vâng, và chúng tôi cũng thấy là hoàn toàn phù hợp với một chiếc xe hạng C như thế này. Và qua nghiên cứu của chúng tôi thì chi phí bảo dưỡng định kỳ từ 0 đến 100.000 km của Ford Territory đang rẻ hơn khá nhiều so với một số đối thủ trong phân khúc. Vậy ạ. Ví dụ như là Hyundai Tucson chẳng hạn. Vâng. Và bây giờ câu hỏi cuối cùng xin hỏi anh. Anh hiểu như thế nào về nguồn gốc của chiếc xe này? Và sau khi sử dụng một thời gian, hiểu rõ tất cả những ưu và nhược điểm của xe, bây giờ cho anh cơ hội được chọn lại thì anh có chọn Ford Territory nữa không ạ? Vâng. Cảm ơn anh, câu hỏi này cũng rất nhiều người sẽ quan tâm. Vâng. Khi mà tìm hiểu về nguồn gốc của chiếc xe ấy, thì em được biết là xe này là xe được Ford liên danh với một hãng xe của Trung Quốc. Đấy. Nhưng mà quan trọng đó là vẫn là Ford toàn cầu. Như em được biết thì nó được bán trên tầm 39 quốc gia trên thế giới. Nguồn gốc của chiếc xe thì cũng là một cái mà ban đầu em cũng khá lăn tăn. Khi mà tìm hiểu kỹ hơn ấy, thì em được biết là cái cấu tạo khung gầm của chiếc xe ấy, được làm từ cái thép hợp kim boron siêu cứng. Với một cái chiếc xe mà được trang bị rất nhiều các cái cấu hình tốt, không gian nội thất rộng rãi và quan trọng nữa là một cái bộ áo giáp vô cùng là yên tâm, thì trong quá trình sử dụng em hoàn toàn hài lòng và cũng rất yên tâm khi mà đưa đón gia đình trên những chuyến hành trình xa. Rồi một lần nữa cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình và chia sẻ rất chi tiết ạ. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe chủ nhân của chiếc xe Ford Territory chia sẻ đầy đủ về những ưu và nhược điểm sau hơn 1 năm sử dụng. Và chúng tôi nhận định rằng tất cả những chia sẻ trên đây là hoàn toàn hợp lý và khách quan. Còn quan điểm của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Xin hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến bằng cách bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.